Gần 4 tháng trước khi AFF Suzuki Cup 2020 khởi tranh, tiền đạo Eki Maulana Vikri đã chuyển từ câu lạc bộ Lechia Gdansk của Ba Lan sang FK Senica của Slovakia. Sau khi giải đấu ở Singapore kết thúc, một tài năng trẻ khác của bóng đá Indonesia là Witan Suleiman cũng tiếp bước Eki khi chuyển từ Lechia đến Senica theo hợp đồng cho mượn. Trước đó, Witan cũng từng khoác áo câu lạc bộ Radnik Sudulika của Serbia. Cả hai cái tên này đều còn rất trẻ. Eki mới 21 tuổi, còn Witan là 20. Tuy nhiên, họ đã được nếm trải cảm giác thi đấu ở châu Âu từ rất sớm. Vậy ai là người đứng sau những vụ xuất ngoại của dàn sao trẻ của bóng đá Indonesia? Đó là người đại diện 42 tuổi mang quốc tịch Serbia có tên Dusan Bogdanovic. Bogdanovic xuất thân là một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ cho các câu lạc bộ Eisenstadt của Áo, Big Bull Radniki của Serbia, NK Napta và Ivana Gorica của Slovenia. Cựu cầu thủ người Serbia cũng từng chơi ở Indonesia trong màu áo câu lạc bộ Pesikota Tangerang năm 2010. Nhờ thế, anh rất am hiểu về bóng đá Indonesia. Sau khi giải nghệ, cựu trung vệ này lấy bằng quản trị kinh doanh tại Đại học Queensland của Úc và tiếp tục theo học để trở thành một người đại diện tại Học viện Kinh doanh Thể thao ở Barcelona của Tây Ban Nha. Với vốn hiểu biết về bóng đá Indonesia, Bogdanovic đã khởi nghiệp bằng cách sáng lập công ty đại diện Garuda 19 Nusantara Sport và giờ anh lại bắt tay với cộng sự người Indonesia Muhammad Rifandi để mở công ty tiếp theo có tên Level Up Asia. Bogdanovic đang có trong tay 9 khách hàng với độ tuổi từ 18 đến 22, 5 người trong số đó từng khoác áo đội tuyển Indonesia và 4 người đã có mặt tại kỳ AFF Suzuki Cup 2020 là Egi Maulana Witan Suleiman, Pratama Ahan và Rizky Ritho. Những khách hàng còn lại của Level Up Asia cũng đều từng khoác áo các đội U19 và U23 của Indonesia. Nổi bật nhất trong số này dĩ nhiên là Egi và Witan. Egi nổi lên từ rất sớm khi cùng đội trẻ Indonesia vô địch Gothica Cup ở Thụy Điển năm 2016 và gây ấn tượng tại giải Tu Lông ở Pháp năm 2017. Khi mới 18 tuổi, anh từng nhận được lời mời thử việc từ Benfica, Sporting Lisbon, Getafe, Espanyol, Leja, Vaxava, Saint-Étienne, Ajax, Amsterdam và một vài câu lạc bộ Italia. Nhưng cuối cùng, Egi đã chọn Lechia Gdansk theo lời tư vấn của Bogdanovic vì câu lạc bộ Ba Lan sẵn sàng nhận anh dù trước đó cầu thủ trẻ này chưa từng chơi bóng trong một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Tất nhiên, không dễ để một cầu thủ trẻ của Đông Nam Á tìm được chỗ đứng tại châu Âu. Trong 3 mùa khoác áo Lechia Gdansk, Egi chỉ có 11 lần ra sân, chơi tổng cộng 132 phút và không ghi bàn hay kiến tạo. Nhưng kể từ khi được Bogdanovic đưa sang Slovakia khoác áo FK Senica, sự nghiệp của anh bắt đầu thăng tiến với hai bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 15 trận đấu ở mùa giải này. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với Witan sau khi được Bogdanovic đưa tới Radnik Sudulika, cầu thủ trẻ này chỉ có 5 lần ra sân trong hai mùa chơi cho câu lạc bộ Serbia. Chuyển tới Lechia Gdansk, anh cũng chỉ có 4 lần khoác áo đội B của câu lạc bộ Ba Lan, nhưng vụ chuyển nhượng tới Senica, nơi Witan chuẩn bị gặp gỡ Egy người bản thân từ thời cả hai còn tập luyện ở lò sko ragunan có thể sẽ là cú hích cho sự nghiệp của anh và đằng sau tất cả những vụ du học ấy của hai tài năng trẻ của bóng đá indonesia đều có hình bóng của bogdanovic